Mbappe nhận lời đề nghị khổng lồ, gấp 3 lần so với Real Madrid. Kylian Mbappe nhận được lời đề nghị ký hợp đồng mới từ PSG có giá trị gấp 3 lần so với Real Madrid. Kylian Mbappe chỉ còn chưa đầy 6 tháng trong hợp đồng với Paris Saint-Germain, PSG. Bây giờ, gã khổng lồ bóng đá Pháp đã đề nghị Kylian Mbappe ký một bản hợp đồng mới với giá trị kinh khủng để ở lại câu lạc bộ. Tờ Mirror, Anh, đưa tin, PSG được cho là đã đề nghị Kylian Mbappe một hợp đồng mới hấp dẫn trị giá 100 triệu euro, 86,15 triệu bảng Anh, mỗi mùa trong nỗ lực giữ anh ở lại sân Parc des Princes. Cầu thủ 25 tuổi sẽ hết hạn hợp đồng vào cuối mùa giải và PSG không từ bỏ hy vọng giữ chân anh. Mbappe đã ghi 26 bàn sau 25 lần ra sân cho PSG mùa này nhưng được cho là sẽ ra đi theo dạng tự do vào mùa hè. Real Madrid là ứng cử viên sáng giá nhất có được chữ ký của Kylian Mbappe. Có thông tin cho rằng, Real Madrid muốn Mbappe ký thỏa thuận trước khi kết thúc kỳ chuyển nhượng tháng giêng để tránh cảnh đêm dài lắm mộng. Real Madrid từng bỏ lỡ cơ hội có được Mbappe vào năm 2022. Chủ tịch Real Madrid Florentino Pérez quyết tâm không muốn lặp lại lịch sử. Tuy nhiên, PSG đang cố gắng thuyết phục ngôi sao của họ ký hợp đồng gia hạn và đã đề nghị cho Mbappe một hợp đồng khổng lồ trị giá 86,15 triệu bảng mỗi mùa. Con số này cao gấp 3 lần so với đề xuất 30 triệu euro, 26,84 triệu bảng Anh của Real Madrid, gần gấp đôi mức cao nhất trong cơ cấu lương của đội chủ sân Betmaber, tờ Diario AS của Tây Ban Nha đưa tin. Tuy nhiên, Real Madrid sẵn sàng đưa ra mức thưởng lớn trong hợp đồng với Mbappe, khi gã khổng lồ bóng đá Tây Ban Nha không muốn tạo ra quá nhiều khoảng cách giữa Mbappe và phần còn lại của đội về mặt tiền lương. Toni Kroos hiện là người kiếm được nhiều tiền nhất ở Real Madrid, trong khi David Alaba, Luka Modric, Jude Bellingham và Vinicius Jr. nằm trong top 5. Về phần Mbappe, anh hiện được phép nói chuyện với các câu lạc bộ khác mà không cần chờ đến sự đồng ý của PSG. Sau sự ra đi của Neymar và Lionel Messi vào mùa hè năm ngoái, Mbappe là một phần không thể thiếu trong đội bóng của Luis Enrique mùa này và chủ tịch PSG, Nasser Al-Khelaifi quyết tâm chống lại sự cạnh tranh từ những đội bóng như Real Madrid hay Liverpool. Chủ tịch PSG Nasser Al-Khelaifi nói, hãy nhìn xem, tôi không cố gắng che giấu bất cứ điều gì. Tôi muốn Kylian Mbappe ở lại PSG. Cậu ấy là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và câu lạc bộ tốt nhất cho cậu ấy là PSG. Mbappe là trung tâm trong dự án của chúng tôi. Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi nói thêm, chúng tôi đã làm được rất nhiều thứ. Chúng tôi đã mắc sai lầm và điều này là bình thường. Bây giờ chúng tôi có một đội trẻ, với các cầu thủ Pháp, và chúng tôi không vội vàng, chúng tôi có kế hoạch lâu dài. Chúng tôi đã tập hợp một đội vững chắc về mặt kỹ thuật và hệ thống thi đấu của chúng tôi đã được thay đổi và thật vui khi được xem đội này. Chúng tôi chơi như một đội, chúng tôi phòng thủ như một đội, thật tuyệt vời. Khi được hỏi về tương lai của mình sau chiến thắng của PSG trước Toulouse vào ngày 3 tháng 1, Kylian Mbappe cho biết, không, tôi rất có động lực trong năm nay. Điều đó rất quan trọng. Chúng tôi có những danh hiệu để giành và chúng tôi đã giành được một danh hiệu, siêu cúp Pháp. Tôi vẫn chưa đưa ra quyết định của mình. Tôi chưa đưa ra lựa chọn. Với thỏa thuận tôi đã có với chủ tịch PSG vào mùa hè, quyết định của tôi không quan trọng vì chúng tôi cố gắng bảo vệ tất cả các bên và giữ được sự yên bình cho câu lạc bộ, cho những thách thức sắp tới, đó là điều quan trọng nhất. Vì vậy, chúng tôi sẽ nói rằng, đó, tương lai của Mbappe, chỉ là thứ yếu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.